tụi con rất là vui mừng. Và tụi con hết sức lấy làm xúc động là bà con không bỏ bụng. Mọi người đã vui vẻ và tại tụ tới để chứng kiến cái ngày tụi con đoàn tụ và mừng thọ cho bà con. Tụi con á thì biết bà con dòng họ và có một cái cô dâu cũ nhưng mà mới về và con cháu cũng còn ở đất Mỹ. Ra trước khi làm lễ con xin được phép giới thiệu bà con nội ngoại để con cháu sau này nó biết để mà cung kính bậc trưởng thượng. Dạ, ngày hôm nay là có bà cụ chính, dạ, bà cụ chính là dì ruột